Beckham buộc phải ra quyết định tàn nhẫn với bạn bè. Inter Miami sa thải Phil Neville khi David Beckham buộc phải đưa ra quyết định tàn nhẫn với bạn bè. Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror, Anh, hôm nay mùng 2 tháng 6. Câu lạc bộ thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, Inter Miami của ông chủ David Beckham đã sa thải huấn luyện viên trưởng Phil Neville. Inter Miami hiện đang xếp tận vị trí 27 trên 29 đội ở giải MLS với chỉ 15 điểm sau 15 trận. David Beckham và Phil Neville là bạn thân và là cựu danh thủ Manchester United trong thế hệ vàng, 92 thi đấu dưới trướng huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Theo truyền thông quốc tế, Phil Neville và Inter Miami đã đường ai nấy đi vì đội thuộc sở hữu của David Beckham đã mất kiên nhẫn. Neville dẫn dắt Inter Miami từ tháng 1 năm 2021, đưa đội đến giai đoạn first round ở MLS mùa trước. Nhưng màn trình diễn sa sút của Inter Miami ở mùa này đã khiến Phil Neville phải ra đi. Inter Miami thua đến 66% số trận đấu tại MLS mùa này. Cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Anh Phil Neville chỉ có tỷ lệ thắng 38,89% sau 90 trận dẫn dắt Inter Miami, trong đó đội chỉ có 5 trận thắng trong mùa giải này. Việc Inter Miami chỉ xếp trên 2 đội ở MLS cùng việc đội vừa thua 10 cầu thủ của New York Red Bulls là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định tàn nhẫn của David Beckham là sa thải người bạn Phil Neville. David Beckham cho biết, Phil Neville đã đóng góp lớn cho văn hóa ở câu lạc bộ chúng tôi với phẩm chất của một nhà lãnh đạo và kiến thức của một huấn luyện viên. Đôi khi, trong bóng đá, chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất và thật đáng buồn là chúng tôi cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi. Inter Miami đã thua 4 trận MLS gần nhất sau thất bại 0-1 trước New York Red Bulls. Beckham buộc phải sa thải Neville để duy trì hy vọng giành suất đá playoff. Trong trận đấu với New York Red Bulls, mặc dù trong thế buộc phải thắng nhưng Inter Miami chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích trong cả trận. Áp lực bắt đầu xuất hiện ở Neville khi anh cáu kỉnh với một phóng viên trong một cuộc họp báo gần đây. Inter Miami thua 1-3 trước Orlando City và Neville đã mất bình tĩnh chửi bới một phóng viên. Tôi có thể nói hết được không? Tôi không ngắt câu hỏi của bạn. Vì vậy, đừng ngắt lời tôi, hãy thể hiện sự tôn trọng đi, Phil Neville nói với phóng viên. Ứng cử viên thay thế cho Phil Neville là cựu huấn luyện viên của Atlanta United, chiến lược gia 60 tuổi người Argentina Tata Martino. Vào đầu mùa giải, Inter Miami đã ký hợp đồng với tiền đạo Joseph Martinez từ chính câu lạc bộ Atlanta. Dưới sự dẫn dắt của Tata Martino ở Atlanta, Joseph Martinez đã chơi thứ bóng đá hay nhất tại giải MLS. Bên cạnh đó, Joseph Martinez từng làm việc ở câu lạc bộ Newell's Old Boys, Argentina, thời điểm Lionel Messi còn đá ở học viện câu lạc bộ này. Hiện tại, Lionel Messi được liên kết chuyển đến Inter Miami của David Beckham. Sau khi chính thức xác nhận chia tay PSG, Messi còn được liên hệ trở lại Barcelona hoặc đến Saudi Arabia thi đấu cho câu lạc bộ Al Hilal với mức lương kỷ lục thế giới. Hiện chưa rõ bến đỗ tiếp theo của Lionel Messi là ở đâu sau khi chia tay PSG vào cuối mùa. Tuy nhiên, Inter Miami của David Beckham thì cần tìm huấn luyện viên mới ngay, đồng thời giúp đội trở lại đúng quỹ đạo tại MLS.